đặt tiểu ra nó như cái cục gạo đi tiểu cái cô chỉ ra tôi thấy hết luôn á, chứ nó đau lưng, nó đau lưng nào bên này là nó đau mà gầm mà ra ôm á, mà chân nước nước dừa cũng hết ra. Dạ nó uống á mỗi ngày chừng một lít luôn, rồi tự đi tiểu tự nó bắn ra luôn á bạn. À nha, còn cái chú lơ mà bỏ bên chua á, là cái chú lơ nó diện đó không biết ai bày chú hơi sương đêm sáng uống lạnh lắm, lạnh mất cua chúng ta đi cái kia cũng ba ngày kiểu là tại vì nó trơn hay sao mình anh đi ngã Hùng Dương đúng không, anh đi ngã Hùng Dương không, Hùng Dương cho dễ nhớ. Còn cái kia quẹo 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 em đi mấy lần với anh em còn nhớ luôn. Em đi được Hùng Dương không á? Hùng Dương thì dễ rồi, đây quẹo đây cái người ta qua đặt Bảo Định luôn. Dạ dễ rồi, lỡ chúng mình tài xế là lạ nó mới đi đường này nè, nó dễ chứ. Bé này nó bị tai biến, biết mà nó phục hồi là đến giờ sao gửi hả, sao gửi gửi gì không có, nó bị tai biến rồi nó đi trong cú. Ừ. Mà anh em mình đi cái nó cà tiền đó. Ừ. Rồi nó đi theo đó. Ừ. Giờ nãy nó điện thoại nó nói tại hồi lúc đó nó không có cái về nhà gần 10 giờ rồi. Ừ. Nó về anh về mà vì em có mẹ là không đi được không, để việc khác cách là tự nhiên là nãy mùa một mùa mấy người ta trả tiền cho em, chị em lát em khách em đi với chị, em đợi chị đâu nó mà vậy em đậu em cũng từ Vĩnh Long đi một giờ khoảng một giờ mười mười lăm giờ chị qua tới hồi nãy qua là cái đó đợi em đi với chị thì ta biết bạn giờ nó còn không tiếng thì qua nói ở đâu ở dưới à? Cần Thơ có cái chùa đất, cái chùa mà cái chùa có cái chùa. Mình chạy quanh thành phố Tân An nha các bạn. Phải đặt Bảo Định, đặt Bảo Định. Cái tên đó nó thấy tên đó mấy cái hộp đó em gửi cái tên